chào quý chị. Thì những cái khó khăn của chúng ta vẫn duy trì ở đó và nó sẽ tiếp tục kéo dài. Duy nghĩ là khoảng đến đầu tháng 8 thì giá tôm nó sẽ đỡ hơn theo thông tin từ các nhà chế biến. Và do vậy ở trong giai đoạn này, nếu chúng ta đàm phán được cái giá tốt và tận dụng các chương trình trợ giá từ các công ty thức ăn và công ty thuốc, thì chúng ta có thể thả một phần nào đó trong cái hệ thống farm của mình. Thì những sản phẩm trợ giá lần này của Thần Vương để hỗ trợ đến khách hàng cũng có bao gồm sản phẩm nhập khẩu là Lansiberem, quy cách là 250g, thì liều dùng chúng ta từ 2.000 đến 5.000 khối nước. Trong giai đoạn tôm lớn thì chúng ta có thể chia nhỏ ra, chúng ta tạt, chúng ta lên men sục và chúng ta tạt. Thì những sản phẩm về kiểm soát TDB bằng cách là bổ sung những cái lượng khuẩn có lợi rất là cao để tạo một hệ vi sinh có lợi trong ao, qua đó khống chế khuẩn TV rất là tốt. Thì đặc biệt trong giai đoạn này, vừa giá chúng ta vừa phải đối phó với tình trạng dịch bệnh và chúng ta duy trì những cái hệ vi sinh có lợi trong ao nuôi thì nó sẽ mang lại chúng qua hiệu quả lâu dài và duy trì các vụ thả chúng ta về size lớn. Vì size lớn hiện nay vẫn là giá tốt, đặc biệt các anh chị ngoài Bắc giá 20 con thì nó vẫn rất là tốt. Nhưng mà rõ ràng để nuôi ở 20 con ở các anh chị miền Bắc thì cực kỳ khó vì điều kiện thời tiết. Do vậy là để ổn định cái môi trường ao nuôi để chúng ta về size lớn thì chúng ta có thể ứng dụng Lansiberem. Nó gồm những dòng khuẩn như Pediococcus đặc hiệu để nó tạo dựng một cái hệ vi sinh trong ao rất là bền vững. Xin cảm ơn quý anh chị. Không quên là Lansiberem vẫn nằm trong chương trình hỗ trợ đến 30 tháng 6 này của công ty Thần Vương. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Chúc chúng ta có một vụ mùa thành công và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Xin cảm ơn.